dẫn mở tài khoản chứng khoán trực tuyến tại Techcom Securities. Việc đăng ký mở tài khoản chứng khoán hoàn toàn trực tuyến, hoàn toàn miễn phí. Tài khoản sẽ được kích hoạt trong vòng 24 giờ làm việc và chúng tôi sẽ chủ động cập nhật trạng thái mở tài khoản qua email đăng ký. Để bắt đầu đăng ký tài khoản, quý khách vui lòng truy cập tcinvest.tcbs.com.vn và chọn mở tài khoản. Bước 1. Khai thông tin. Nếu đã có tài khoản ngân hàng tại ngân hàng Techcombank, quý khách vui lòng chọn hướng dẫn tại cách mở tài khoản nhanh để truy cập Techcom Mobile và thực hiện mở tài khoản trên ứng dụng Techcombank. Quý khách vui lòng chọn bắt đầu để khai báo thông tin mở tài khoản trực tuyến. Tại màn hình thông tin liên hệ, quý khách vui lòng điền số điện thoại và email để xác thực khách hàng và nhận thông tin khi giao dịch tại TCBS. Điền tài khoản của iWell Partner giới thiệu và sẽ chăm sóc bạn nếu có. Mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại của quý khách để đăng ký. Quý khách điền mã OTP và chọn xác nhận. Tiếp theo, quý khách vui lòng cung cấp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Tại bước này, quý khách vui lòng đăng tải ảnh chụp mặt trước và mặt sau, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Lưu ý, hình ảnh cần phải to, rõ nét, nhìn rõ chữ, không nhòe, không mờ và không vượt quá 20MB. Chọn tiếp tục để gửi. Hệ thống sẽ tự động điền thông tin từ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân quý khách đăng tải. Quý khách vui lòng kiểm tra và chỉnh sửa nếu cần thiết và chọn xác nhận khi thông tin đã chính xác. Lưu ý, nếu chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân bị mờ ảnh hoặc thông tin, quý khách vui lòng chọn bổ sung. Nếu không, bỏ qua để tiếp tục. Quý khách vui lòng điền thông tin tài khoản ngân hàng đăng ký thụ hưởng và đăng ký số tài khoản chứng khoán. Sau đó chọn tiếp tục. Quý khách vui lòng tạo mật khẩu mới cho tài khoản chứng khoán của mình. Lưu ý, mật khẩu cần tối thiểu 8 ký tự bao gồm chữ và số. Quý khách kiểm tra và điều chỉnh thông tin nếu có trước khi chọn xác nhận. Bước 2. Xác thực khách hàng. Để xác thực danh tính khách hàng trực tuyến, quý khách cần đảm bảo thiết bị sử dụng có camera, trang phục lịch sự. Để bắt đầu xác thực, quý khách vui lòng đồng ý với điều khoản và điều kiện của Techcom Security. Chúng tôi đã thực hiện một video xác thực mẫu. Quý khách có thể tham khảo cách làm và thực hiện theo các bước trong video. Chọn Record Your Answer để quay video xác thực. Lưu ý, quý khách vui lòng quay đầy đủ các góc của khuôn mặt trong tối thiểu 5 giây. Nếu chưa hài lòng với video, vui lòng chọn chưa để thực hiện lại. Nếu video đã hoàn thành, chọn gửi để gửi video tới chúng tôi. Bước 3. Ký hợp đồng điện tử. Sau khi đã đọc và kiểm tra kỹ thông tin kèm với điều khoản điều kiện của hợp đồng, quý khách tính chọn đã đọc và đồng ý. Mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại quý khách đã đăng ký. Quý khách điền mã OTP và chọn xác nhận. Thời gian và trạng thái kích hoạt sẽ được hiển thị đầy đủ. Thông tin sẽ được cập nhật tại mục trạng thái tài khoản, đồng thời qua email và thông báo trên TC Invest.